phẩm cảnh báo địa ngục trang bị trên xe Túc Sơn khoảng 160 turbo tăng áp đời mới nhất ngay bây giờ. Hôm nay Thiên Minh đón một khách hàng đặc biệt, đó là khách hàng đi Bắc Sơn 2019 đến trang bị cái hệ thống phát hiện điểm mù. Như các bạn thấy đây là cái mặt gương zin của xe ngay ban đầu mà kỹ thuật viên sau đó đã tháo ra, và đây là mặt gương zin chuẩn hãng đã được trang bị tích hợp hệ thống phát hiện điểm mù trên gương đó. Nó khác nhau ở chỗ này thôi. Và đây là cái mặt sau của gương. Thì đây là cái vị trí cái tính năng bổ khuyết đã bị cắt đi. Thì như bạn quan sát đó là hai gương là chuẩn chỉ. Còn đây là cái rắc sấy ở trên cái gương trang bị điểm mù, và rắc sấy ở trên gương trang bị cut option. Thì như các bạn thấy là mình chỉ cần tháo mặt gương ra, thay mặt gương mới vào, cắm rắc sấy vào là xong. Đó, chứ nó không phải là độ đeo đục phép gì. Đây là nó xin nguyên bản. Như các bạn quan sát, phát hiện điểm mù thì nó gồm những cái bộ phận nào và cái cách kết nối của nó ra sao. Thì đầu tiên ấy, đó là công nghệ sử dụng hai cục radar, như mà quan sát đây là hai cục radar được gắn ở phía hai bên cản của xe. Cái điểm đặc biệt của cái công nghệ radar này nghĩa là nó quét ở hai làn bên cạnh và phía sau xe đến 25m, và nó hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết mưa bão ngập lụt. Về cái phần kỹ thuật của radar này, đó là radar được sử dụng băng keo như tôi làm cho mọi người đây. Nó gắn vào của xe, của radar. Cái điểm đặc biệt của radar băng keo này đó là các bạn cũng không sợ là nó rơi gì đâu, vì đây là cái băng keo từ hãng đó. Và sau đó thì như các bạn quan sát với thực tế trên xe Tucson này đây, thì hệ thống không phải tháo cái cản gì cả. Hệ thống chỉ cần tháo bóng đèn hậu đuôi xe, sau đó vệ sinh phía cản sau của xe này và gắn radar như tôi đây. Tôi làm thực tế cho mọi người. Đó. Đây nhé. Lúc đó kỹ thuật viên chỉ có cho cục radar gắn vào đây. Để cái cục radar này đúng vị trí ấy, thì kỹ thuật viên sẽ sử dụng một cái thước đo. Như các bạn quan sát, đây là đúng vị trí. Cái chiều dài của nó song song với chiều dài của xe và chiều vuông góc với làn bên cạnh. Đó, đây là vị trí thuận lợi của xe Tucson. Đấy. Sau khi đã tìm được cái vị trí này thì kỹ thuật viên sẽ gắn cái cục radar ở cản này. Đó. Rất là đơn giản, chứ không phải là tháo đục phép gì của xe. Đây là một cái điểm ưu việt của hệ thống cảnh báo điểm mù. Đó.